Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người đi anh Thảo ơi. Chào các bác nha. Mấy anh em mình lại tiếp tục đi vào trong khe đây. Mấy hôm nay thì trời nó nắng, thật sự là nóng kinh luôn mọi người ạ. Thời tiết nóng nực khó chịu lắm. Mấy anh em mình đi vào trong khe đi, thứ nhất là cho nó mát đây. Thứ hai là bắt cá nữa, bắt cá để kiếm bữa trưa ăn. Ở trong rừng thì nó cũng mát nhưng mà đi vào khe nó còn mát hơn. Trong khe nó có nước nữa. Đây này, Doanh đi trước kia rồi. Rồi đi vào trong kia mọi người nhá. Ui, nước khe mát lạnh thật. Mát lạnh luôn đấy. Con gì đấy Doanh ơi? Doanh bắt được con gì rồi? Vứt cua. Đánh Thảo đi. Đánh đây. Đây. Thấy không? Cua anh Thảo ơi. Ôi, cua con. Ui, này. Con có con nhiều không này? Ôi, con này nó đang ấy. Con này đang có nhiều con tí, từ anh Thảo ơi cho mọi người xem tí. Nhiều lắm đấy đây này. Đứng hẳn lên thế nào. Đấy. Thấy không? Đây này mọi người thấy không? Con cua này nó đang có một bọc con đây này. Con này mấy nữa nó đẻ ra phải được một đàn, một đội bóng đấy. Nhiều nhờ. Thả xuống đây nhá. Thôi thả đi. Thả đi để cho nó lớn. Bye bye nhá. Ôi mới một bọc con. Vẫn bắt cua nhưng mà con nào nó to cơ mới bắt. Còn con này là nó đang có bầu, đang nuôi con nhỏ. Thôi tha cho nó. Tiếp tục lên trên kia thôi. Dây này nó sợ có rắn này. Vào trong khe này thì mát lắm. Đây này. Mọi người nhìn này, nó cũng cái dòng nước chứ nó ở trong khe này nó kiểu là nó không kiểu là trong này nó nhiều cây cối ấy. Nó không tiếp xúc với ánh nắng ở bên ngoài. Nước mát lạnh sướng lắm. Ui chặt đi mà Doanh ơi. Ui. Chặt đi. Măng nứa to thế nhờ. Có măng ăn rồi. Đây có hai cây măng nứa này mọi người nhìn thấy không? Ui giời. Chặt một phát đi luôn. Hai cây măng. Măng nứa này thì luộc lên ăn ngon lắm. Đây này. Vĩ đại nhỉ, cái băng này. Cua này bỏ đây thì nó bắt sau nhá. Để anh xem bên này có bắt một số này không. Trong này lại có thêm mấy cây măng nứa trong này nữa. Ở trong này đi chặt măng, ăn măng, bắt cá. Đấy, thế thôi. Ui ôi to thế nhờ. Ui dồi ôi, to kinh luôn. Cái cây này thì đúng là một người ăn một cây măng này là đủ rồi đấy. Dồi ôi to thế. Cái này mới mọc chứ nhờ. Đây này. Doanh lại mới chặt thêm. Lúc nãy là thấy củ này nó to rồi. Thấy cây măng này nó to rồi. Nhưng mà bây giờ cây này nó còn to hơn. Đấy, to hơn một tí. Chặt nhiều, trưa nay luộc mang ăn. Dạ. Xương á? Hay lại có hôm nay lượm rừng ở đây đấy. Đâu? Ơ nhờ. Anh hất cho em xem với. Hất phát ra ngoài này nào. Xương to thế. Ui. Đi vào rừng này hay gặp mấy cái loại xương con ấy này thật. Toàn thú rừng nó chết đi rồi. Chết mục xương rồi, cái này lâu lắm rồi. Cái này lâu lắm rồi, nó trôi trong khe đây đấy.
Hôm trước thì gặp con lợn rừng nó chết trên trên rừng ấy, em vứt đây thôi. Ui đây nhở, măng có khắp mọi nơi. Đây có một cây này, bẻ luôn hả? Ui cái này to thế. Sướng nhờ. Ui được nhiều rồi đấy. Ừ bằng này đủ ăn rồi, nhiều quá mình không ăn được hết đâu mà. Được năm sáu bảy cây rồi chứ, năm sáu cây rồi, toàn cây to thôi. Tôi đi xuống đây bóc mọi người nhá. Làm cần câu hết rồi anh. Làm cần câu mà. Làm cần câu, câu cá mọi người ạ. Ở trong cái khe này thì nhiều cá lắm, nhưng mà không có cái cách nào bắt, cho nên là làm cần câu thì câu thử xem. Để anh nó dùng dây rừng để câu, làm cần câu câu luôn. Chốc nữa câu kiểu gì được, buộc run đây á. Buộc run nhưng mà mình phải lấy cái tàu là chuối thì nó không móc được ấy, lên mặt nước là mình phải hướng ngay. À. Chuẩn bị đi câu cá thôi. Câu cá kiểu này nó mới ác nhỉ. Cắt vào chuối đấy nhé. Giờ đi, giờ đi. Trượt à? Cắn đông doanh. Xem nào, xem là ai bắt được nhiều cá hơn. Anh Thảo thì bắt theo kiểu là đắp nước cạn là bắt thôi, còn Doanh thì câu. Chả thấy có con nào anh Thảo. Có chứ. Ấy có ấy, ở trong khe này thì nó không có nhiều cá to đâu, nó ít cá to lắm, đa số toàn là những con cá bé thôi. Cho nên là mọi người đừng chê cá bé nhá, bởi vì trong này có muốn bắt cá to không có đâu mà. Chỉ có mấy con cá nhỏ nhỏ thôi, chịu khó bắt nhiều một chút. Chưa thấy. À, đây một con. Được chưa? Ôi. À, thấy. Là khuy nhỉ? Chẳng biết cá gì nữa này. Đẹp thế. Thấy không? Cái này chỉ có cá bé này thôi. Được một con rồi, anh Thảo được một con rồi Doanh ạ. Không được à? Hả? Xem Doanh câu cá xem nào. Không được con nào không? Anh Thảo được một con rồi đấy. Nó cắn đớp ở dưới nhiều không? Có
Nhìn thấy cũng vào đâu? Có. Chạy, mày nghe nhìn nhá. Đâu đâu đâu. Và anh sắp được con cá rồi đấy. Tiếng nha. Ơi, được. Ui. Không, cái tàu lá chuối kia phải gập chứ. Phải gập thành cái hình như ở cái phễu ấy. Một tay cầm lá chuối, một tay cầm cần chứ. Nhưng mà cầm như này nhá, gần. Không, phải gập kiểu này. Đấy. Đấy, nó phải thế. Thế này nó mới là đúng bài. Phải thế nhỉ? Lên sắp đến túi, sắp đến lá rồi mà. Con to này. Con này con khủng bố rồi đấy sao chứ nhỉ? Khủng bố ấy. Đi cất luôn. Thay là cái ống ấy cho anh để luôn đây này. Mặc ống đây. Đây, ống đây. Rồi, ui rồi. Được chưa? Trơn hết. Ui. Hả? Đào mỗi con mà. Ừ. Đấy. Xong. Rơi mất. Để đây cho. Để anh câu cho. Đâu tôm đâu anh Thảo? À, ô được rồi. Ô câu dễ thế. Nó kẹp. Ô em còn đang tưởng anh câu chưa gì đã câu được rồi này. Một con tôm nhanh thật. Ok, cái ống để cá đâu rồi Doanh nhở? Ống để cá đâu anh Thảo ơi? Đâu? Thế à? Đâu nhỉ? Chân đây hay cái vùng đấy anh bắt cá. À, đây. Cho đây. Đấy. Tôm. Hai anh cần đi. Ôi. Ôi, nhanh thế nhờ. Phải được thêm con nữa rồi. Mất à? Đây. Mất sao được, cầm trên tay mà. Ôi, vừa cất một con xong qua đây lại được thêm con nữa rồi. Thôi, cho vào ống thôi. Hay đấy. Doanh tiếp tục đi Doanh nha. Đấy, cái lá chuối cũng nhé. Đâu, xem nhá, xem anh câu được nhiều nhá. Tiếp tục này. Lên em, cầm tôm vào lên. Xem anh Thảo kìa. Ôi, nhiều tôm lắm rồi. Câu đi. Ôi trời, 2-3 con rồi. Tôm hay là cá đấy anh Thảo ơi? Cả tôm cả cá. Tôm to là một bám mát rồi, tôm bé còn thua. Lên. Tôm bé. Tôm bé. Tìm câu cái con tôm to ấy Doanh à? Anh Thảo nhấc đều hết nhờ. Ừ, đây. Đây có con tôm to này. Đâu, câu đi. Nó ăn mà. Ui, nó ăn luôn rồi kìa. Tôm thế còn nó kẹp cái lên thôi. Từ nhá, chuẩn bị nhá. Nhấc.
ui rồi 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 đây 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 có nhiều nhiều tôm đấy nhở, lại được thêm con nữa. Tình hình rồi chuyển cái ống này lên trên này gần một tí thôi. Đây này. Ui, anh thảo được bao nhiêu con rồi? Biết 3-4 con này. Đợi cho em xem nó cho vào ống đi. Ra đây lên bờ đi. Rơi mất bây giờ. Đây, đây này. Ui, được 3-4 con, cả tôm cả cá. Một con tôm. Đây là cái con này nó nhỏ nhỏ này thôi con. nhưng mà nếu mà bắt được nhiều là lúc nữa cũng giải quyết được vấn đề đấy. Lúc nấu canh chua này ăn. Dạ. Nấu canh này. Nấu canh chua. Ăn trời nóng, ăn cho nó mát. Sướng nhỉ, câu. Túi thủng, lá thủng thôi. Rớt ra ngoài rồi. Chạy lên cuộn. Cho vào ống đi. Thế là được nhiều rồi đấy mọi người ạ, được hơn chục con rồi. Cả tôm, cả cá. Thôi để đây nhá. Cái con đen đen ấy, nó vào nhanh nhiều, con to ấy. Ừ. Được. Một sâu măng. Giờ mang lên trên kia thôi. Trên chỗ nào? Mình nướng ăn nhỉ? Hôm nay có cá măng nhỉ? Thôi đi lên trên kia thôi mọi người ơi. Doanh cầm cá lên trên kia trước rồi. Giờ mang măng lên luộc lên rồi nấu cá lên là đánh chén rồi. Đi anh Thảo ơi đi. Măng nặng thật, nhiều đấy. Chỗ này phải khoảng hơn 2 cân. Lên được, anh cứ đi. Cần câu. Nó ăn rất là ác. Không có phải lại được thêm con nữa. Phong lan á? Ủa cái phong lan đẹp thế. Hoa này hoa tím này. Đây có cái phong lan này mọi người này, hoa này. Nửa hoa này. Búi to lắm. Có lấy không? Có kiệu nó ra đây. Đây nó mọc từ cái cây to này lên này. Bụi phong lan. Chỗ này mát lắm này mọi người nhìn này. Thích chưa? Lên trên này thôi. Ui mát thế. Có to có nhỏ. Con cua chạy kìa. Ôi, buồn cười đau hết cả bụng. Thanh, nhìn mọi người nhìn thanh niên Doanh bắt cua này. Con cua bé tí tẹo teo đấy mà. Thế này sao bắt được cái con cua to kia? Ôi sao bắt kiểu gì để nó kẹp thế? Không yên. Túm phải túm ở đầu đuôi nó thôi, đầu đít nó thôi. Càng chắc sờ đúng là càng rồi. Cầm thì cầm như này.
càng sắc lắm. Đấy, con cua này phải biết cách bắt, không có kẹp đâu, đau lắm. Cười quá rồi. Đây có cái cây nấm gì đây nhà Doanh nhỉ? Đây này. Đẹp thế, vặt đấy còn ít xem nào. Cho nên ăn không? Thôi xem nào. Nếu hoa nó đâu? Đây này. Nhiều lắm. Mình cái hàng nấm, nhà nấm mình không nắm được rõ ấy. Thì rất là thôi, cho nên ăn. Đây. Đẹp không? Đút cọc ba lô, chốc nữa lên trên kia ăn mọi người. Ủa được mát lắm thầy ơi. Mát lắm. Có cầm con gà chưa? Đấy rồi. Tập tu kế nắp đấy nhá. Đưa tay đây. Đấy, lên được mà. Lên được không? Được, được. Ui, quả ấy. Quả đất. Quả này ăn được hay sao chứ? Ui giời, có sâu. À, cái loại này không ăn được này. Nhiều cái loại này mà không có cái cây nào ăn được nhỉ. Mấy anh em mình đi trong rừng gặp rất nhiều cái quả vả đất này mọi người này. To này cơ mà. Cái loại này thì đấy, có hai loại, nhưng mà cái loại này ăn nó chát lắm, không ăn được đâu. Nó khó ăn ấy. Nếu mà cố ăn đói quá thì vẫn ăn được, nhưng mà ăn nó chát lắm. Cho nên là kệ thôi, không ăn đâu. Dừng chân đây à? Nghỉ đây à? Để nó ra con đây, chốc nữa kiếm gì cho nó ăn. Bằng này đủ chưa anh Thảo ơi? Được chưa? Ui, chất lửa cháy bùng bùng đây giá. Là bằng ống nước để nó ngã. Làm cái gì thì làm. Hay cả anh còn bắt cả cái ống nước ra đây để kê nhỉ. Kia đỡ ướt quá. Đỡ phải đi xuống đầu bên này mọi người ạ. Đây này, anh Thảo vừa chặt cái máng bắc nước ở bên kia cho nó chảy sang đây. Kê để đây mà nó lại sống à? Vâng. Cái loại này thì khá nhiều đấy nhỉ. Ướt này chạy à? Cho vào trong ống tre ống nứa đi lam. Cái này lam với lại cây lá chua. Cái này tôm lạc ở dưới miền xuôi lên rồi. Tôm gì đấy? Tôm càng xanh ấy. Tôm càng xanh nhá. Lạc dưới miền xuôi lên đây rồi. Ơ không phải đâu chứ. Sao nó cái loại này là nó ở trong khe nó đen này thôi. Xanh để nó đen đen xanh xanh. Trắng cũng có, vàng cũng có, xanh cũng có, các đen loại cũng có. Cái này chiều nay anh làm cái rọ này xong cho vào mồi run vào xong rồi đánh. Đánh khi là được nhiều hơn. Yeah.
Thế rồi. Nhiều đấy nhờ. Hôm nay ăn măng thì ăn hôm nay măng thì ăn tẹt ga, nhiều lắm. Ở trong rừng này măng không thiếu gì đâu mà. Chỉ việc ở đây này mọi người nhìn này, nứa ở ngay cạnh đây. Măng nhiều. Chỉ việc chặt về luộc lên là ăn thôi, cho nên là mấy anh em mình chặt nhiều nhiều ăn cho thoải mái. Măng này càng chặt thì nó càng mọc nhiều cơ. Nếu không chặt thì nó chỉ mọc lên vài cây là nó hết mầm rồi. Nhưng mà mình chặt đều là nó chặt cái mầm cái mầm lên đầu tiên ấy thì nó lại mọc thêm nhiều cái mầm con nhỏ 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 mọc lên nhiều hơn nữa. Càng chặt càng mọc. Ủa, nhiều lắm. Này chấm ớt ăn thì phê. Còn món cá. Đổ nốt cá ra anh Thảo. Con dọn cái này ra. Cái nửa cá vào đây. Ôi da, con tôm đỏ chót nhờ. Ngon đấy. Đói rồi đấy. Giờ này nhìn thấy là thấy ngon lắm rồi, thèm. Ấy. Ê, đưa. Tính đi, tính. Để anh khác xử lý. Đấy. Đây nè. Vẫn còn mà nhờ. Vẫn còn nhiều cá trong mà. Chưa hết đâu. Đây mới được một tí thôi. Ôi hết rồi. Mọi người nhìn xem này. Hết rồi á? Ừ. Thế cũng ít thôi nhờ. Không nhiều mấy đâu nhờ. Ngọt lắm. Thôi đánh chén đi. Đây mời các bác nha. Giờ thì mấy anh em mình ăn bữa trưa đây. Xin mời tất cả mọi người nha. Hôm nay thì ăn măng. Măng với lại măng luộc. Măng luộc với lại tôm. Ăn được không anh Thảo ơi? Ngon lắm. Măng nửa này thì măng nửa đầu mùa ấy, mấy anh em mình chặt lúc còn sáng sớm ấy, nó giòn lắm. Ngon. Anh thử miếng đi. Luộc kỹ thế chắc nó không hè rồi nhỉ. Ừ, luộc lâu rồi. Chấm miếng ớt. Ăn mạnh mạnh lên nhá, hôm chiều mấy anh em mình làm bẫy. Thử tôm nha. Ngon nhỉ. Ngon thì ngon bằng tôm. Một tí tanh tanh vào người khác luôn. Có mấy con cá nhỉ. Rồi mình cũng. Ui có ruồi này. Mình cũng thưởng thức một miếng thế nào. Mấy anh em ăn là thèm lắm rồi. Măng chấm ớt. Ui thay phải sang đây. Ớt hơi xa đấy. Miếng lá chua. Mọi người nhìn này, miếng măng ngon không? Cái măng nứa này luộc lên thì này chấm ớt thì ăn nó giòn lắm. Ngon. Xin mời tất cả mọi người nha. Con tôm nó lạng đây này. Ôi giời. Tao luộc đẹp thế nhỉ, nhưng mà chán được. Đây xem nào. Thôi. Ây là cay. Hành như con tôm đèo. Ớt cay dã man. Hàm không ra, hàm không ra Thành. Ôi ăn đi. Có ăn được đâu. Ăn thử xem. Ôi. Biết đâu lại ăn được. Nhờ. Chả chơi. Biết đâu là ngày trước nó dị ứng thôi nhưng mà bây giờ lại không dị ứng nữa sao. Cái cá ấy cho lành. Đúng ấy. Có chiều lại cống lên lán mệt lắm. Mọi người nhìn miếng tôm này. Nhìn màu đẹp không? Chấm ớt xong rồi, nhìn này, màu đỏ chót. Mời tất cả mọi người nhá. Đây, gắp cái con cái tí cho các bác xem nhé. Ừ. Gắp con này cho các bác xem. Ngon lắm. Đây. Con này tuy bé nhưng mà con này là con già nhất trong cái đội này này. Con tép này, con này là con tép, con này là con chúa. Tép nhưng mà nó già lắm rồi đấy. Tắm này.
vào làm được treo cái chậu ở trên vào kẹp nó dây ra một chậu đỡ dụng thú rồi luôn. Tắm cái thế là xong luôn, nhanh vừa nhanh mà không phải van nước gì cả, kéo một cái thôi. Thế là không chỉ gọi gì không là thế thôi, một chậu nước cơ mà không phải một tí nước đâu. Cái lực nước nó mạnh đến nỗi là không có cái gì bán được cho thủy được đúng không? Quần áo còn muốn tụt cái gì, quần áo còn tụt xuống khi là ghét ăn thua gì. Nước đấy thả. Ừ. Nghỉ một tí đã cho đan. Ui, cái này đan lâu lắm. Tầm đấy 4-5 cái. Rồi mắc rồi hả? Ừ, buổi chiều mình đặt xin cho anh nữa. Đánh tôm, đánh cá. Mai nhấc biết đâu lại có đồ ăn. Thì cái này chỉ cho vào cái xong rồi anh nữa đi. Ừ, chỉ cho anh nữa. Cái này cá được nhiều lắm. Nhưng nó đào ít cho chăn cho hai con gà con thôi mà đủ một phần để nướng lên nó làm mồi cái này nhỉ. Ừ, mồi run thôi. Đạt ngay thật chứ gì, ba đam thì hai cái này. Mấy anh em ăn cơm xong, anh Thảo ăn xong trước, ra đây đã đan được mấy cái này để làm cái nắn đấy mọi người. Cái này để đút trong nữa này, lấy cái đầu này đút vào trong cái ống nứa đi, rồi đầu ở ống nứa thì để mồi. Con cá nó chui qua đây thì nó chui qua tọt chỗ này này thì nó chui được vào, lúc nó không chui được ra nữa. Đây để đánh nắn đấy, để đánh ở dưới khe. Ta không biết làm gì bên kia. Bánh ơi, ngủ chưa à? Mắc vào võng, mắc võng lên cây. Đi sang bên kia xem. Treo hẳn lên cây ngủ này á. Ây già nhờ. Được đấy. Mát không? Có chưa. Hai người lên đây ngủ được không? Ấy. Hả? Lên là toang luôn đấy. Toang á? Dây to mà. Không lên được hai người đâu. Mình với anh Thảo thì ăn xong thì ở bên kia nghỉ ngơi uống nước tí, doanh chạy sang bên này. Mọi người nhìn ác không? Giống kiểu cô ấy nhỉ. Cô ngủ dây. Đây có mấy cái dây rừng to như này. Đu thử xem. Ê, chắc không? Được đấy nhỉ? Okay, sướng không? Có chứ. Lên mát lắm. Có lên ngủ thử không? Có. Hai thằng lên nhá. Ấy. Sợ gì? Không rơi được đâu. Cắm máy đi. Bây giờ mát đấy. Được. Chân vào cái này này. Đu đi, đu đi. Hả? Đu đi, đu, đu. Gá thẳng chân vào cái này này. Đấy. Đu đi. Đu ở đâu? Đu, đu, đu cho cái đưa đi bóng này. Cho mát này. Tăng rơi rồi. Đẹp tù xuống đấy. Đẹp tù xuống đấy. Nặng quá. Nặng quá ngồi đâu. Nặng quá tù thích dậy. Từ từ từ. Gác gác chân đâu bên này được chưa nhá. Không gác được. Mấy cái này cao quá. Đấy. Chở lên đi. Đi lên. Đấy. Ôi, đó. Tôi hóa quẹo. Ôi, tụt hết dây rồi. Bên trên này mát nhỉ.
của mình ngon. Chứ cái này mát nhỉ. Ủ trưa một tí được đấy. Xong xong em không xào đi. Xào cho tôi. Đúng không? Không đúng, không đúng. Cái mát, cây thì mát cây bên kia nó sắp mục, nó sắp rơi như này rồi kìa. Được không? Mát thật sướng lắm. Cho gà ăn đi. Chắc là đói đấy. Ừ, ra đây. Ra đây nha. Đây à. Đây con cho ăn. Đi. Để ăn. Nào, ăn đi. Ăn, ăn. Úi, úi. Mổ đi, mổ đi, mổ đi. Ơ, mổ luôn. Úi, cho đây nó biết mổ rồi. Đấy quá, nó đói rồi. Một con tay này là sao nó biết mổ à? Ăn đi, ăn đi. Ôi trời. Biết mổ thế đấy, thế mà cứ nghĩ là nó chưa biết, thế là phải bóc miệng của nó đi đào thêm một tí nữa. Để ăn ăn hết chỗ này xong em đi đào thêm cho ăn no. À. Ăn đi ăn đi ăn đi, ăn đi. À. Ngon quá nhỉ. Tôi biết rồi, đây đây đây. Ủa, ăn đi ăn tiếp đây, nhẹ nó rồi, nhẹ 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 nhẹ, cho tí nước vào nhá. Nó thấy rồi, nó thấy rồi, nó thấy rồi. Được. Đấy. Sao? Ngon đấy nhở? Ta cho giọt nước vào. Ngon nhở? Để xem nó biết uống không? Đấy chưa biết uống rồi. Thì em nhỏ nhỏ nước, nhỏ nước vào mỏ nó. Nó uống một tí trắng đi. Hết rồi nào? Nó hết rồi rồi, để em đi kiếm thêm nhá. Ờ, cho một con nữa. Nè, đang ăn ngon. Đây. Nó có thể ăn. Úi giời, úi giời, đói này. Bố đi. Tại giờ này em đào không kịp, em đào dư không kịp nó ăn rồi. Đói rồi, đói rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Có không? Đây, 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 đâu đây? Ui, ui, con này to thế. Có con bé, tôi thấy con bé đây. Đây này. Mổ đi. Ơ, ăn đi, không nó chạy mất bây giờ. Mổ nát nó mới ăn được này, con này dài. Dài quá, mổ nát ra. Ê, ăn đấy, ăn đấy, ăn đấy. Đi gì loạn này. Nó gì dính mỏ. Nào, con này to rồi, chiếc. Ăn được nhỉ? Sao? Ngon thế nhỉ? Cắt ra, cắt ra. Được, được, được. Con này có cái hơi to. Con ăn. To cũng chiến. Đang đói. Ui, ui. Ui. À, nó phải thoáng thoáng này này. Nó tự nhiên đây. Mình cầm nó bị bó. Con này no rồi đấy. Cho vào đây không? Cắt, cắt một mẩu ra đây. Cho nó ăn no căng đi nhỉ? Ừ. Mình tiếp. Xè xè cái tay này. Mình tiếp. Úi giời ơi. Thôi cho nó ăn, ăn con này luôn đi. Ừ. Thôi rồi đây. Ui chén luôn. Ui giời. Đây tất rồi đây. Ui giời. To. Anh thả ra đi. Ui, thả ra ngon. Nó chạy rồi kim với gà. Ngon đấy nhở. Này này anh Thảo chuẩn bị được mấy con giun mang về nướng. Đánh cái loại này thì phải có mồi mọi người ạ. Phải có mồi bên trong ấy thì nó mới vào được. Đây này.
Anh Thảo lấy cái đan cái này ấy, để cá nó vào được mà không ra được này. Trong nữa đút vào trong cái ống nữa này, đút theo chiều này. Bây giờ thì giã cái mồi ra đã. Run trộn với đất. Ơ, có một màu rơi. Ở đâu? Phải không nhỉ? Không phải đâu, không phải đâu. Trộn vào đây. Rồi, trộn vào trong này. Này cá thịt lắm. Có người rơi với một miếng. Ê, mũi nhiều rồi, chập tối rồi, nhiều mũi. Cho vào đây. Đút nắn vào. Sao, một cái. Mai hy vọng là được lưng ống này nhờ. Đánh luôn á, đánh luôn vũng trên này. Đi lên đây. Đặt xuống này thôi, cho đầy nước đi, xong đánh xuống, ngâm vào bên trong chỗ này. Anh Thảo ơi, cái này ngâm sâu sâu một tí. Có chứ, ngâm chút nữa mà. Này thì cá nó vào được, không ra được đấy. Nó có cái mùi thính ở trong rồi, cá nó thích lắm. Mà ở trong khe này là cá nó hay có tình cả đàn nữa. Cả đàn cá, các loại cá khuy ấy, cá như cá bống ấy. Có cả đàn, mỗi tội là cá trong này nó bé. Nó bé được nhưng mà mong sao là bắt được nhiều thì ngày mai mấy anh em mình lại có cái để ăn. Đấy. Sâu ấy nhỉ? Okay. Ngập tay. Xong chưa? Ừ. Đá đè vào thôi. Cái này đánh cũng đơn giản thôi, không có gì cầu kỳ đâu. Cứ ngâm xuống dưới đáy đi rồi lấy một viên đá chèn lên. Không cho nó nổi. Cái này cho mồi vào luôn. Cho luôn hết đi, xong là trông nữa xuống dưới kia gặp cái vụ nào đánh luôn vụ đấy. Mọi người nhìn cái chỗ này xem đẹp chưa này. Nước sâu xanh lét luôn, nhìn này. Đấy. Cái chỗ này thì mấy anh em mình cũng đánh được hai cái ở đây, đây này. Một ống ở đây, một ống bên kia. Cá bắt đầu đến rồi đấy, mọi người nhìn thấy không? Thì kiểu cái đen kìa. Xem nó lượn đến kìa. Cá là bắt đầu đến vào ống đấy, bởi vì bây giờ là chập tối rồi mà. Ống này với lại bẫy chuột ở trên kia thì cứ đánh để đây thôi. Còn nhấc thì phải sáng mai mấy anh em mình mới đi nhấc. Hẹn mọi người vào ngày mai nhá. Hẹn mọi người ngày mai mấy anh em mình đi nhấc mấy cái ống này xem là có được cá hay không. Bây giờ là cá bắt đầu đến rồi đấy. Mình nhìn thấy rồi kìa. Kìa đen đen kìa, mọi người thấy không? Đen đen, đấy, vào đấy. Đấy, một con lại vào rồi. Nhiều lắm. Cá ở trong khe này rất nhiều. Hẹn mọi người vào ngày mai nhá. Ngày mai mấy anh em mình đi thăm bẫy và nhấc mấy cái ống này. Xem có được gì hay không. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của mình nhá.